Về chùa là để làm chi? Về chùa là để biết đi đúng đường. Về chùa học tánh khiêm nhường. Về chùa biết sống, yêu thương muôn loài. Về chùa biết thoát bi hài. Về chùa mới biết nhân nào bi ai. Về chùa không phải giận ai. Về chùa để biết tại ai tại mình. Về chùa để biết hư vinh. Về chùa để biết giữ mình nhiều hơn. Về chùa biết bỏ thiệt hơn. Về chùa học hạnh thương không giận hờn. Về chùa mới biết tánh chơn. Về chùa mới biết thiên nhân đường về. Về chùa biết thoát lối mê. Về chùa nếp sống gia tề ngàn năm. Xin quý vị cho một tràng vỗ tay. Chúng tôi thấy cái bài thơ đạo này nó có nhiều cái ý nghĩa nội dung thiết thực gần gũi với cái việc mùa hè chúng ta về chùa, và đặc biệt là về cái khóa tu học một ngày trong cái ngày vía Bồ Tát Quan Âm này. Vì bài thơ cũng hơi dài cho nên cho phép chúng tôi được chia ra làm 4 câu một đoạn để trình bày chia sẻ cho quý vị. Theo thời gian của ban tổ chức cho phép là khoảng trên 1 giờ đồng hồ. Cũng rất mong quý vị cố gắng tập trung ngồi để mà nghe trọn bài giảng này. 4 câu đầu là về chùa là để làm chi? Đây là một cái câu đầu để mà mệnh đề chúng ta hỏi là chúng ta về chùa để làm gì đấy? Thì câu trả lời liền ngay tức khắc đó là về chùa là để biết đi đúng đường. Cái chữ biết đi đúng đường ở đây chúng ta phải hiểu đó là con đường chánh đạo, hay gọi cụ thể hơn là con đường bát chánh đạo. Vì kính thưa quý vị, hiện nay thì có rất là nhiều con đường để tu tập, cũng rất là nhiều người hướng dẫn. Nhưng mà con đường nào để mà chúng ta đi cho đúng đây? Giống như thời xưa khi Đức Phật còn tại thế, có một cái làng tên là làng Kalama. Cái làng này ở một cái vị trí rất là thuận lợi về mặt địa lý cho các du sĩ Sa Môn, Bà La Môn đi du hóa. Hãy đi ngang cái làng này thì đều có, đều dừng chân ở cái làng này nghỉ ngơi. Thế là người dân người ta xây một cái nhà lớn rộng dành riêng cho các Sa Môn, Bà La Môn, các du sĩ hãy đi hoằng dương chánh pháp, đi hoằng hóa độ sinh, mà hãy đi ngang cái làng Kalama đều dừng chân ở đó nghỉ. Và đó là một cái dịp phước duyên rất lớn cho người dân làng Kalama đó. Cho nên họ được nghe rất là nhiều pháp từ các vị Sa Môn, Bà La Môn các nơi, cũng như là chùa Quan Âm của chúng ta nằm trên cái trục lộ quốc lộ 1 đi từ Nam ra Bắc. Hãy mà có những vị giảng sư như là hòa thượng, các vị hòa thượng lớn, họ có một cái chương trình hoằng pháp xuyên suốt từ Nam ra Bắc. Hãy mà đi ngang cái vùng Ninh Thuận này thì đều ghé vào chùa Quan Âm. Và Quan Âm của chúng ta cũng được xem như là một cái trung tâm sinh hoạt Phật pháp của tỉnh Ninh Thuận. Thì cái người dân Kalama đó họ xem là một cái thuận lợi phước duyên rất lớn. Nhưng mà trong cái thuận lợi nó cũng có nhiều cái thách thức, khó khăn. Cụ thể như là nhiều du sĩ Sa Môn, Bà La Môn giảng thuyết nhiều pháp môn quá, nhiều đường lối tu tập quá. Thế rồi gây cho họ một cái sự hoang mang là không biết cái con đường nào để mà đi cho đúng đây. Giống như cái câu đầu chúng tôi nói là về chùa để làm chi? Về chùa là để biết đi đúng đường. Đi đúng một con đường rất là quan trọng quý vị.
Giống như chúng tôi hay nói rằng là tu là phải rành mỗi cách tu. Tu mà không đúng á, khổ lu bù. Tu theo tà đạo thì thân tâm lị, mà tu bậy cả tinh thì lắm nạn môn. Cho nên nói cái chữ tu không phải dễ, vì cái gì nó cũng có hai mặt hết. Cái mặt thuận lợi càng tốt thì cái mặt xấu nó cũng càng tốt. Chúng tôi thường hay ví dụ rằng là nếu như một người bác sĩ mà lầm đó, sai sót đó, thì dẫn đến cái hậu quả là gì? Hại chết một bệnh nhân. Một nhà giáo dục lầm, sai sót về mặt giáo dục đó, dạy học đó, thì có thể dẫn đến cái hậu quả là hại một thế hệ. Nhưng đối với một người mà tu lầm đó, thì hại dẫn đến cái hậu quả là gì? Hại muôn triệu kiếp, chứ không phải một kiếp này. Tại sao chúng tôi nói nó ghê gớm, nó nặng nề như vậy, nó lớn lao như vậy? Là bởi đạo Phật chúng ta chủ trương rằng là mọi pháp sanh ra đều do nhân duyên, đâu có gì tự nhiên trên cuộc đời này cả, đều là do nhân quả hay nhân duyên chính mình đã tạo ra. Chính vì vậy mà nếu như kiếp này mình không may mà mình tu lầm một cái pháp môn nào đó, mình tạm gọi là cái pháp môn đó không chánh đạo đi, không dẫn đến cái trục, không nằm trên cái trục lộ dẫn đến giải thoát, chấm dứt sanh tử luân hồi, thì do chính cái nhân duyên đó, nó là nhân là duyên để kiếp sau nó là cái nghiệp nó dẫn dắt mình đi. Cho nên tại sao bây giờ chúng ta thấy có nhiều giáo phái, nhiều đường lối tu tập mà mình thấy nó rất là tào lao, rất là mê tín, vân vân và vân vân. Nhưng mà cũng rất là nhiều người theo. Mình không trách được, là bởi vì cái duyên nghiệp của họ trong tiền kiếp. Một cái sự việc xảy ra nó có ba cái vấn đề chính để mà phụ thuộc. Thứ nhất là do cái tiền nghiệp quá khứ của mình, nó dẫn dắt mình. Quý vị có biết lịch sử của Đức Phật là cái kiếp cuối cùng ngày sanh ra để ngày thành Phật đó. Tại ba la mật của ngài tu vô số kiếp đời trước, nhiều a tăng kỳ đời trước, cái kiếp cuối cùng được xem như lễ kiếp để mà ngài sanh ra để thành Phật, để quá độ chúng sinh. Nhưng mà ngài vẫn đi theo cái pháp môn tu khổ hạnh 6 năm rừng già. Thì nơi này chú giải thích rằng là do cái duyên nghiệp trong tiền kiếp nó che mình. Đối với Đức Phật thì cái trí tuệ của ngài thì nó thuộc dạng là siêu phàm rồi, bởi vì ngài lấy cái hạnh trí tuệ để làm cái nền tảng tu tập, làm cái hạnh ba la mật để mà tu tập trở thành Phật chánh đẳng chánh giác. Cho nên để mà một cái người mà trí tuệ như vậy mà lại đi tu lầm một con đường như vậy, thì đây chỉ có là do cái duyên nghiệp nó dẫn dắt mình. Mình cũng vậy, mình rất là sáng suốt, mình rất là tỉnh táo, mình rất là thông minh. Nhưng mà đôi khi mình mù quáng một lúc nào đó, thì chúng tôi tạm gọi là lúc bấy giờ là cái nghiệp nó đến, nó che lấp cái trí tuệ của mình đi, nó dẫn dắt mình đi. Vì vậy cái người mà tu lầm đó, dùng từ là tu lầm mà tu không đúng đó, tu không đúng chánh pháp đó, thì đời sau sanh ra mình thấy cái gì mà nó là lạ, mà nó ngược với chánh pháp, ngược với con đường là mình thích. Tại cái duyên nghiệp của mình nó đã có sẵn. Cho nên cái lời nguyện của chúng ta rằng là trong vòng sanh tử luân hồi, kiếp nào sanh ra, mong cho con cũng gặp được chánh pháp, có chánh kiến để mà tu tập. Sợ nhất là mình tu không đúng chánh pháp mà lại tà kiến nữa, thì tự nhiên trong sanh tử luân hồi mình sanh ra mình thấy cái gì nó tà kiến là mình phải, mình thích, mình đi theo. Lúc đó mình không lý giải được. Thực chất ra theo đạo Phật thì đó là gì? Do cái tiền nghiệp quá khứ, do mình đã gieo duyên với tà kiến, cho nên kiếp này sanh ra thấy tà kiến là mình cảm thấy là mình muốn đi theo. Ai ngăn cản cũng không được.
Mà thời nay quý vị biết là thời buổi Phật Pháp nó rộng mở theo cái dạng gọi là công nghệ thông tin rồi. Không phải nghe một câu Pháp nó khó như ngày xưa. Trong kinh có diễn tả những cái thời kỳ mà muốn nghe được một câu Pháp á, thì phải lặn lội đường xá xa xôi dữ lắm. Theo quan niệm của Phật giáo Nam truyền á, là sau Đức Phật Thích Ca chúng ta có một cái vị Phật thứ năm trong cái quả địa cầu này, đó là Đức Phật Di Lặc Mết Tì á. Và cái vị Phật này á, ra đời á, thì cái hào quang của Ngài á, nó sáng toàn thân, và nó sáng cả một cái do từng, cái bề rộng của nó, một do từng thì được tính ra đơn vị là khoảng 16 cây số. Tức là Ngài ngồi ở đâu thì trong cái phạm vi 16 km nơi nó sáng rực. Mà hào quang của Ngài nó không phải như hào quang của Đức Phật Thích Ca của chúng ta, chỉ là một hắt tay từ trong cái đỉnh đầu ra thôi. Một hắt tay là từ cái cùi chỏ ra tới cái ngón tay thôi. Thì quý vị thường số người ta làm cái hào quang cho Đức Phật Thích Ca thì thường ta đo tưởng đây ra một cái vòng tròn thì khoảng một hắt tay thôi. Nhưng mà riêng Đức Phật Di Lặc thì chúng ta thấy có nhiều những vị sau này người ta làm cái tượng Phật Di Lặc thì cái hào quang nó toàn thân phủ luôn cả phía dưới Ngài ngồi. Và cái chúng sanh trong thời kỳ đó ra đời, trong thời kỳ đó đó, họ những cái người chúng sanh mà ở gần mà nơi Đức Phật cư ngụ á, thì họ không phân biệt được ngày đêm, bởi vì cái hào quang nó sáng như là mặt trời, giống như ban ngày. Trong kinh diễn tả rằng là cứ nghe gà gái là đi ngủ, mà gà không gái là thức dậy. Nó như vậy đó, tức là người ta chỉ biết ngày đêm qua cái tiếng gà gái thôi. Ngày ngự ở đâu thì hào quang nó sáng như vậy. Thì được hỏi biết tại sao cái hào quang của Ngài sáng như vậy, thì trong kinh nói rằng là Ngài tu cái hạnh tinh tấn, quý vị. Tức là Ngài lấy cái mật hạnh tinh tấn làm cái kim chỉ nam, làm cái pháp gọi là chủ yếu, là cái phương châm tu tập của Ngài. Ngài làm gì Ngài làm, Ngài cứ hạnh tinh tấn, cần cù cần mẫn. Thì được kể rằng có một lần á, Ngài nghe ở phương xa có một cái vị Phật về để mà thuyết pháp. Thế là Ngài mới bắt đầu một hành trình để Ngài đi đến đó Ngài nghe pháp. Mà nghe đâu Ngài đi đêm, đi đến độ mà Ngài đi không nổi nữa, bắt đầu Ngài bò. Ngài bò không nổi nữa, bắt đầu Ngài lết, mà cho đến được cái nơi Đức Phật sẽ đẩy ra thuyết pháp. Thì được biết rằng khi Ngài lết đó thì mình mẩy của Ngài trầy xước vậy lắm. Nào là hai cái cùi chỏ, hai cái đầu gối, và mình mẩy những cái thân thể của Ngài nó có cái sự trầy xước. Thì sau này những cái nơi trầy xước đó đó chính là cái nơi phát hào quang. Vì vậy mà cái thời mà nghe pháp của cái thời kỳ đó, quý vị thử nghĩ coi, đi xa đến mức độ mà đi bộ không nói, và sợ trễ cái giờ thuyết pháp cho nên Ngài phải bò. Bò xong rồi Ngài phải lết nữa. Đến được cái nơi thuyết pháp thì mình mẩy của Ngài trầy bươm hết được. Mà đặc biệt những cái chỗ trầy đó, sau này nó túa hào quang. Rồi có một cái chỗ khác diễn tả rằng là trong cái thời kỳ mà mạt pháp lúc bấy giờ quý vị chỉ cần thuộc một câu Phật ngôn ngắn 4 câu thôi. Thí dụ như câu là sabbe sankhara anicca, chư hành là vô thường, chư pháp là vô ngã. Thí dụ quý vị thuộc được mấy câu Phật ngôn như vậy thôi, gặp ngay Đức Bồ Tát mà Ngài đang làm vua, thì Ngài sẵn sàng đổi cái ngai vàng đó với cái câu Phật ngôn đó, cho mình lên làm vua để Ngài lấy cái câu Phật ngôn đó Ngài đi tu tập. Ý chúng tôi muốn nói rằng là những có những cái thời kỳ mà Phật Pháp nó khó nghe mà nó hiếm đến mức độ như vậy. Còn mình bây giờ Phật Pháp, nghe Phật Pháp quá thuận lợi, quá dễ dàng. Nhưng mà điều quan trọng nhất là chúng ta lãnh hội như thế nào. Thế là cái người dân Kalama đó, họ được cái thuận lợi là rất nhiều Sa Môn Bà La Môn đến cái làng họ dừng chân. Và cái điều làm khổ họ là gì? Là quá nhiều phương châm tu tập, quá nhiều pháp môn tu tập, cho nên họ không biết cái pháp môn nào đúng để mà họ hành trì. Thế là một lần nọ Đức Phật Ngài dừng chân sang cái làng Kalama. Thế là người dân Kalama họ đem cái nỗi niềm á, họ nói bạch Đức Thế Tôn, chúng con ở cái làng này có cái điều thuận lợi là rất nhiều các du sĩ Sa Môn Bà La Môn đi ngang, vì cái địa hình địa lý của chúng con thuận lợi.
Nhưng mà ở đây thì con cũng có cái điều khó khăn bất lợi là nhiều pháp môn giảng quá, con không biết cái pháp nào mà tu hành. Thế là Đức Phật Ngài dạy, bác đón Phật phát cái bài kinh rất hay. Nếu những quý vị có dịp thì lật ra xem, hoặc là quý vị lật ra bài kinh Kalama. Thì Đức Phật Ngài dạy cái pháp nào mà khi chúng ta tu tập thực hành đưa đến an lạc, không đưa đến khổ đau, thì đó là chánh pháp. Pháp nào đưa đến thiểu dục, tri túc, không đưa đến đa dục, thì pháp đó là chánh pháp. Pháp nào mà khi mình hành lợi cho mình và lợi cho người thì đó là chánh pháp. Chứ không phải mình lợi mình mà hại người cũng không phải chánh pháp, mà lợi người hại mình cũng không phải chánh pháp, mà hại cả hai thì hoàn toàn không phải. Khi nào lợi cả hai thì đó mới là chánh pháp. Pháp nào khi chúng ta hành hiện tại an lạc mà tương lai cũng an lạc, giống như hiện tại vui mà tương lai vui, thì đó mới là dạy, là dạy của Đức Phật. Thì chúng tôi mượn một vài cái điển cố lịch sử chúng tôi nhắc như vậy để chúng ta thấy rằng là hôm nay chúng ta về chùa là để làm chi? Về chùa là để biết đi đúng đường. Hay quá. Quý vị nghe pháp cũng là một nghệ thuật nha. Quý vị nghe làm sao mà cho cái người giảng họ có cái sự hưng phấn để họ giảng. Quý vị phải có sự tập trung nghe, chứ không phải thầy trên nói đường ở dưới rồi ngó ngã là không được. Rồi chúng tôi lặp lại. Về chùa là để làm chi? 2, 3. Quý vị trả lời. Biết đi đúng đường. Như vậy cái con đường đi là con đường này con đường gì? Con đường bát chánh. Chánh gì? Chánh đạo. Hay quá. Vì Đức Phật á, Ngài sau khi giác ngộ, Ngài giảng cái bài pháp đầu tiên, Ngài giảng về tứ diệu, tứ diệu đế. Trong đó khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Đó là Ngài giảng về sự khổ, nguyên nhân sinh ra sự khổ, chấm dứt sự khổ và con đường đến chấm dứt sự khổ. Và con đường đó là con đường gì? Bát chánh đạo, hay gọi là con đường trung đạo. Vì khi Ngài giảng cái bài đầu tiên, Ngài có nêu ra hai cái thái cực. Thái cực thứ nhất là gì? Khổ hạnh. Vì ngày xưa người ta dùng cái pháp khổ hạnh để diệt khổ. Người ta có quan niệm rằng là mình cứ nếm trải cái khổ thật lớn thì những cái khổ nhỏ nó không làm cho mình đau khổ. Một cái ý rất hay. Thí dụ bây giờ mình thấy cái gì làm cho mình đau khổ nè? Đói nè, lạnh nè, nóng nè, nực nè. Những cái mà làm cho mình khó chịu, bức rứt, bất toại trong tâm mình đó, dẫn đến cái sự đau khổ. Thì người ta quan niệm rằng là phải đi nếm trải mấy cái đó cực khổ. Để chi vậy? Để khi chúng ta gặp những cái khổ nhỏ chúng ta không thấy khổ. Thì những người tu khổ hạnh là tu làm sao? Mùa nắng á, mùa nóng á, bên Ấn Độ nó có mùa nóng. Mùa nóng với mùa lạnh với mùa mưa. Khi mà mùa nóng á, Ấn Độ nóng dữ lắm. Nóng là phải nói là trên, chắc cũng phải trên 40 độ, nóng dữ lắm. Nóng mà tất cả những con vật. Thí dụ như khi chúng tôi có ở Ấn Độ một vài năm, nó mới nói mà các cái loài chó đó, họ chui xuống cái đường cống họ nằm hết. Họ đưa mấy con chó đưa cái lỗ mũi lên, giống như mấy con ếch dưới ao mình vậy. Thì cái người tu khổ hạnh cái thời kỳ đó, đó là khi mà mùa nóng họ ra ngoài sa mạc họ ngồi tắm gì đó. Mùa lạnh thì họ trầm mình xuống sông Hằng để họ cảm giác cái lạnh cực lạnh. Quý vị thử nghĩ cái nóng của Ấn Độ, không biết cái nóng của Ninh Thuận bằng hay không. Nghe nói gió là như phan mà nắng như rang, mà không biết rằng là nó bằng Ấn Độ. Ấn Độ là nóng dữ lắm. Ấn Độ là cái vùng đất sa mạc. Mình đây mình mới nóng chút xíu là mình thấy là nóng nhất Việt Nam. Rồi nóng lắm mình chịu không nổi, vân vân và vân vân. Nhưng mà cái người tu khổ hạnh thì đã là cái mùa nóng. Ví dụ như mùa hè như thế này nè. Bây giờ mình đã là ở nâng rồi, mình ra ngoài nắng mình ngồi để mình cảm giác cái gì? Cái nóng cực nóng, cái khó chịu của cái nóng cực nóng của Ninh Thuận này. Vì vậy mấy người dân Ninh Thuận mà vào các tỉnh khác ở thấy nó nhẹ nhàng lắm. Cái nắng Sài Gòn làm gì bằng nắng Ninh Thuận, ví dụ vậy. Là vì mình nếm trải cái nắng của Ninh Thuận rồi, cái nắng nhất Việt Nam rồi, thì không có cái tỉnh nào mà mình ngán hết rồi. Thì cái quan niệm của khổ hạnh là gì đấy? Lạnh thì họ trầm mình xuống sông Hằng, họ nếm trải cái lạnh buốt vậy đó.
Rồi họ nằm trên những cái vật mà gọi là thô sơ, rồi gai góc, để họ nếm trải cái sự đau đớn, để mà lỡ mà bữa nào mà không có chiếu, không có niệm mà nằm đất cũng không sao, vân vân. Họ quan niệm như vậy để họ. Rồi một cái quan niệm thứ hai là họ lợi dưỡng, tức là thuận theo cái tâm mình muốn gì chiều đó. Đó là hai cách mà Đức Phật Ngài dạy là nên tránh, đó là thái quá, tức là lợi dưỡng thái quá và khổ hạnh thái quá. Thì Ngài mới chỉ ra con đường trung đạo. Cho nên chúng tôi hay nói vui rằng là đường đời hai nẻo ngược xuôi, ai đi đường giữa cắt đùi khổ sầu. Con đường giữa là con đường trung đạo. Bởi vì quan niệm là có vui thì sẽ có buồn đó, có sướng có khổ, vô thường người ơi. Cuộc đời như chiếc lá rơi, non xanh rồi héo, lìa xa khỏi cành. Đời người thì sanh tử tử sanh, xuân qua hạ tới thu sang đông về. Con người ai cũng đi về, sanh ra không áo, chết về tay không. Mình phải hiểu về cái nguyên lý của pháp đối đãi. Một cái điều mà chúng ta phải chấp nhận, hễ có vui thì chắc chắn có buồn, có sướng thì phải có khổ. Vì vô thường người ơi, Đức Phật Ngài dạy trên thế gian này cái gì nó cũng vô thường, chỉ có cái vô thường là nó thường thôi. Cái gì cũng là vô thường hết, thay đổi hết. Cho nên cái người Phật tử của chúng ta, mình đến chùa mình học Phật á, để mình trao dồi cái trí tuệ, mình trao dồi cái từ bi. Học Phật là để từ bi, chứ không phải để khinh khi sự đời. Học Phật để hiểu tình người. Sẻ chia, thương mến, nói lời sáng trong. Mình đến đây mình học Phật để mình trao dồi cái trí tuệ với cái từ bi. Mà cái trí tuệ của nhà Phật á, chúng ta phải hiểu qua hai cái khía cạnh. Một chúng sinh, một con người thì nó có ba cái biết. Cái biết thứ nhất á, nhà Phật gọi là cái biết của thức tri. Hôm nay quý vị ráng cố gắng nghe bài giảng này, nó cũng có nhiều cái ý nghĩa về Phật học hay lắm. Cái thức tri là gì? Là cái biết của năm giác quan khi tiếp xúc với năm cảnh. Thí dụ khi mắt thấy sắc, nó sẽ sản sinh ra một cái sự biết, gọi là cái biết của nhãn thức. Khi tai nghe tiếng, nó cũng có cái sự biết, mà cái biết của nhĩ thức. Rồi mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý suy nghĩ, vân vân. Thì nó tạo ra những cái biết đó, gọi là cái biết của nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Thì cái biết này gọi là cái biết của thức tri mà ai cũng có. Ai cũng có, hằng ngày chúng ta mở mắt, sáng ngủ dậy mở mắt, mắt thấy tai nghe mũi ngửi thân xúc chạm, thì xảy ra một loạt cái biết của năm giác quan đó. Thì gọi là cái biết của thức tri. Cái loại biết thứ hai gọi là cái tuệ, cái biết thứ hai đó là cái biết của tưởng tri. Tưởng tri là gì? Là sanh nha nha ná, tức là cái trí của cái sự nhớ lại, cái trí của cái sự kinh nghiệm. Thí dụ mình học bài, mình học Phật pháp, mình nghe rồi bắt đầu mình nhớ lại. Ngày hôm nay chúng tôi lên đây, chúng tôi nói những cái điều mà chúng tôi nhớ lại, chúng ta đã học, chúng tôi nhớ lại, chúng tôi nói. Thì chúng tôi nói bằng cái trí gì? Tưởng tri, đúng rồi. Rồi chúng ta cái biết này nó xuyên qua cái góc độ thứ hai là cái biết của kinh nghiệm. Thí dụ ai từng nếm trải rồi. Thí dụ như mình ăn muối là biết mặn, ăn đường là biết ngọt. Nếu như trước đây mình chưa từng ăn cái này thì mình không biết. Thì cái biết này nó cũng thuộc dạng là tưởng tri. Ví dụ như mình đi đường mình dấp té đào, mấy đứa nhỏ nó mới sinh ra nó biết, nó chưa biết té đào đâu, nhưng mà do mình đã từng té rồi, mình từng dấp rồi, mình từng trải kinh nghiệm rồi, cho nên mình có một cái loại biết thứ hai là biết từ cái kinh
kinh nghiệm thì cái này cũng là tưởng tri. Thường mình thấy một đứa bé nó học giỏi, nó có một trí nhớ siêu phàm hơn người, thì mình gọi là người này có trí tuệ thật sự. Cái trí tuệ này ở góc độ là tưởng trưởng tri. Nhưng mà cái tuệ tri nó khác. Cái mà được gọi là cái trí tuệ của nhà Phật nó khác. Cái trí tuệ của nhà Phật là cái người này phải nhìn mỗi sự việc trong cuộc đời này qua lăng kính nhân quả. Ai mà nhìn mỗi sự việc trong cuộc đời này qua lăng kính nhân quả thì người đó được gọi là có trí tuệ của nhà Phật. Đó là bước một. Bước hai là cái người này nhìn cuộc đời này qua lăng kính của tam tướng. Đó là vô thường, khổ, vô ngã. Ai mà nhìn cuộc đời này qua được ba, hai cái lăng kính nhân quả và tam tướng này thì người đó mới được gọi là người có trí tuệ. Mà trí tuệ ở đâu thì hạnh phúc an vui ở đó. Chúng tôi nói nó có logic đàng hoàng. Thí dụ như bây giờ quý vị nhìn mọi sự việc qua lăng kính nhân quả đi, thì không có gì làm cho quý vị khổ hết, không có gì làm cho quý vị than trách. Cho nên mới có câu là thấu muôn duyên không than phiền quán trách. Cái gì nó cũng do nhân quả mà, có gì đâu mà phải. Ta sanh ra đời là để trải nghiệm. Sao nhiều người lại cứ thở với than, lại quán trách sao cuộc sống quá phũ phàng. Tội gì đâu mà cứ đài con mãi. Đã là người am hiểu lời Phật dạy, hãy chấp nhận với cuộc sống hôm nay. Khi nghiệp đến thì vẫn cứ giang tay, vui vẻ nhận vì nghiệp ta phải trả. Vỗ tay đi. Mình có cái lạ, khi mình gieo trồng á thì nghiệp thiện cũng gieo, nghiệp ác cũng gieo. Nhưng khi hưởng quả mình chỉ đòi một cái quả an vui không, thì điều này có không? Không thể có. Nhân quả là một định lý bất di bất dịch mà. Nó một định lý. Mà cái định lý thì Đức Phật Ngài thấy rằng nó phù hợp với cái con đường mà hướng thiện của chúng ta. Bởi mình tin nhân quả thì mình không có làm ác, cho nên Ngài mới chấp nhận. Thật sự là định lý này là một cái định lý thôi, chứ nó không phải là một cái triết lý mà Đức Phật nói ra. Đức Phật Ngài chỉ thừa nhận cái lực nhân quả, định lý nhân quả để mà cho chúng sanh họ hướng thiện, bước thứ nhất. Nhưng mà cái lời Đức Phật dạy là gì? Là tam tướng. Thế gian này là vô thường, khổ, vô ngã. Nếu quý vị hiểu rồi, thế gian là vô thường rồi có gì đâu phải buồn. Cái gì là cũng hoại diệt hết. Hoa đẹp, hoa thơm, hoa vẫn tàn. Tình nặng, tình xấu, tình vẫn tan. Rượu đắng, rượu cay, rượu vẫn hết mà người hứa, người thề, người vẫn quên. Trăng lên, trăng tròn, trăng lại khuyết, mà tiết rơi, tiết phủ, tiết lại tan. Hoa nở, hoa thơm, hoa vẫn tàn. Tình nặng, tình sâu, tình vẫn tan. Nhà giàu, nhà nghèo rồi cũng hết, mà người đẹp, người xấu rồi cũng chết. Cuộc đời này như ngọn cỏ gió lùa, mỗi giây phút là bay đi tất cả. Nếu đã biết thì ta nên buông xả, cho lòng mình nhẹ hẳn với thời gian. Dù vô thường đến ta vẫn hân hoan, chẳng có chi mà ta phải lo phải sợ. Nếu đã hiểu thân xác là tạm bợ, có gì đâu tranh chấp mãi gần xa. Hãy xem mình là hạt bụi giữa ngàn hoa, nhẹ nhàng đến và đi cùng mây trắng. Như vậy thì hai câu đầu là đến chùa là để làm chi nè? Trả lời ngay coi. Đến chùa là để biết đi đúng đường. Mà con đường chúng ta đi là con đường bát chánh, chánh đạo, là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Cứ đi con đường này chúng tôi. Nói tóm tắt là con đường giới định, định tuệ là chính xác nhất. Con đường này mới dẫn đến chấm dứt khổ đau. Mọi con đường khác cũng đưa đến sự an lạc, mà những cái sự an lạc đó nó còn bị ảnh hưởng ở trong gọi là tam giới, ảnh hưởng vào cái sự tam tướng là vô thường, khổ, vô ngã. Cho nên Đức Phật mới dạy là tam giới nhân thiên khổ lắm mà. Sanh già đau chết thường xảy ra.
quán thù lại gặp, cầu chẳng đặng mà chấp thân năm quẩn khó buông ra. Cái con đường nào mà tu mình không còn chấp năm quẩn là của mình nữa đó, thì con đường đó là con đường giải thoát. Câu thứ hai là gì? Đến chùa học tánh khiêm nhường, đến chùa biết sống, yêu thương muôn lần. Câu thứ hai là nó phù hợp với cái ngày hôm nay này. Đến chùa mình học cái tánh khiêm nhường, bớt đi cái ta, bớt đi cái ngã. Đến chùa để mình biết sống yêu thương muôn loài là mình phải có một cái tình thương, thương yêu muôn loài nha. Cái lòng từ bi của nhà Phật như hình ảnh của Đức Bồ Tát Quan Âm là phải thương yêu muôn loài. Cái chữ muôn loài là loài nào mình cũng thương. Mình đâu có được như vậy. Mình nhìn con nai mình thấy hiền mình thương, nhưng mình nhìn con rắn không dám thương. Nó lạ như vậy. Rồi nói chi là động vật, nói là người mình nè. Mình nhìn cái người giàu, người đẹp dễ thương, mà người nghèo, người xấu khó thương. Mà nếu có thương, thương hại người ta chứ không phải là thương. Cái tình thương mà muôn loài là không phân biệt. Thứ nhất là gì? Nam, nữ, già, trẻ, bé lớn, nói nôm na là nam phụ lão ấu, rồi già trẻ, giàu nghèo, đẹp xấu, cái thứ gì mình cũng thương thì mới gọi là muôn loài. Cái tình thương muôn loài giống như là tình mẫu tử vậy đó, như mẹ thương con vậy đó. Tức là nó trang chứa cho muôn loài, cái loài nào cũng vậy, hãy mà mẹ đã thương con. Cho nên mình xét lại coi coi mình có cái lòng từ bi hay chưa. Tức là tâm từ, tâm bi của mình phải vô lượng, không được phân biệt. Mình hay phân biệt lắm. Nhìn cái mặt nào dễ thương không đó, cái mặt này thương được nè. Còn cái mặt này sao mà ghét quá thì không thương được. Nó lạ, ở đâu mình tự cho mình là một cái quan tòa để phán xét người khác. Sanh ra mà đen đen, mà cặp mắt ngầu ngầu, hiếp chút đó, rồi này thôi vàng lắm, không gần được. Thí dụ như vậy, tình thương của mình có sự phân biệt, không có được rộng khắp. Mình phải thương luôn là hữu hình, vô hình, thân hay sơ, bạn hay thù, mình đều thương hết. Cái dạng là khen chơi phỉ báng mặt người, từ bi hỷ xả nơi nơi rải đều. Mưa trời nào nể rong rêu, tâm từ vô lượng rải đều chúng sinh. Nói đến lòng từ bi của Ngài Quan Âm với cái từ bi của nhà Phật, thì chúng tôi xin gửi tặng quý vị một bài hát có tựa đề là Lòng Từ Bi. Thể nhà, loại nhạc của chúng tôi là nhạc đời mà lời đạo. Mình phải nói câu này để tránh cái chữ người ta nói mình đạo nhạc. Đơn giản vậy thôi. Mình khai thiệt luôn trước công chúng là nhạc đời mà lời đạo. Là lấy cái điệu nhạc của bài nhạc đời nhưng mà mình gửi cái lời đạo vô. Cái bài Lòng Từ Bi này quý vị biết được viết theo nhạc đời là bài gì biết không? Bên em biển rộng sông dài. Nghe thấy là mênh mông rồi. Mời quý vị thưởng thức. Hát hay quý vị cho tràn vỗ tay. Mà lỡ có hát dở thì quý vị cũng cho tràn vỗ tay luôn. Thì đó mới là lòng từ bi. Từ bi là vậy đó. Cái hát hay vỗ tay dắt dở ngồi biểu môi chê là không phải từ bi. Người ta tốt với mình tốt lại là chuyện bình thường. Người ta không tốt với mình mà mình vẫn tốt với người ta, đó mới là từ bi. Hiểu không? Cái chuyện mà ta tốt với mình tốt lại thì cái chuyện đó là giống như cái đối đãi tự nhiên, không có gì. Còn người ta không tốt với mình mà vẫn tốt với người ta thì đó mới là lòng từ bi. Hát hay vỗ tay chuyện bình thường, mà hát dở vẫn vỗ tay đó mới là lòng từ bi.
lòng từ bi người an vui như sông biển rộng, làm mà cho tâm sung sướng tuyệt vời. Tình yêu thương vi từ biên khơi, hòa cùng tu tâm người bình an, bao nhiêu nào phiền bởi giận hờn nhau, sao không dài bài ghét nhau làm gì cho thêm nào phiền. Người về đây nương theo chánh pháp, mọi người tu tu tâm giải thoát, nên biết tu tâm từ còn so tan hận thù, không tạo lại thù xưa. Lòng từ bi ngài Quán Âm luôn trao lòng từ, tình yêu thương ban khắp mọi người, gần bên nhau sống đẹp niềm vui. Giận hận ơi ơi giận hận ơi, gây chi nào phiền suốt đời còn mang, bao nhiêu năm trường khổ đau nhiều rồi, giận chi hỡi người ơi, từ bi khiến đời vui. Lòng từ bi người an vui như sông biển rộng, làm mà cho tâm vui sướng tuyệt vời. Tình yêu thương vi tựa biển khơi, hòa cùng tu tâm người bình an, bao nhiêu nào phiền bởi giận hờn nhau, sao không dài bài ghét nhau làm gì cho thêm nào phiền. Người về đây nương theo chánh pháp, mọi người tu tu tâm giải thoát, nên biết tu tâm từ còn so tan hận thù, không tạo lại thù xưa. Lòng từ bi ngài Quán Âm luôn trao lòng từ, tình yêu thương ban khắp mọi người, gần bên nhau sống đẹp niềm vui. Giận hận ơi ơi giận hận ơi, gây chi nào phiền suốt đời còn mang, bao nhiêu năm trường khổ đau nhiều rồi, dần chỉ hỡi người ơi, từ bi khiến đời vui. Cũng biết hát hay hát dở nữa. Tại, tại quý vị lòng từ bi quý vị lớn quá. Cái lòng từ bi của nhà Phật á, là một cái loại tình thương không phân biệt. Và chính cái tình thương này á, mới mang đến cái sự an vui trong hiện tại và tương lai cũng vui. Chứ không phải cái tình thương của mình là hiện tại vui mà tương lai khổ đâu. Cái tình thương của mình á, nhiều khi mình thương mà có cái sự gọi là luyến ái, dính mắc. Cho nên hôm nay mình đến đây mình nghe Thầy thuyết kinh, mục đích của mình để mình hiểu được cái lòng từ bi của nhà Phật là nó vô lượng, nó cùng khắp, không có phân biệt. Nam phụ lão ấu, già trẻ, bé lớn, đẹp xấu, giàu nghèo, mà kể cả hữu hình hay vô hình thì mình đều có cái lòng từ bi hết. Mà muốn như vậy thì quý vị phải có một cái nhìn, chánh kiến, trí tuệ theo như biết đi đúng đường của chúng ta là phải có chánh kiến. Đã nhìn thì sao? Ví dụ bây giờ mình nhìn xuống đây mà nhìn về hình tướng á, thì tất nhiên là mình sẽ có cảm tình người trẻ hơn người già, người trắng hơn người đen,
người đẹp hay người xấu. Rồi để phân biệt đó là hễ mà Đức Phật Ngài dạy trong kinh Tăng Chi Bộ đó là: này các tỳ khưu, không có một sắc nào khác xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông bằng sắc người đàn bà. Và ngược lại cũng không có một sắc nào khác xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn bà bằng sắc của người đàn ông. Là vì mình có sự phân biệt. Còn nhìn như Đức Phật Ngài nhìn xuống đây thì ngày sau Ngài thương hết là vì lý do là sao, phải biết hiểu không? Là Ngài nhìn thế này nè. Nghĩa là có một lần thì Ngài Mục Kiền Liên Ngài lấy một tí lửa, một tí lửa thôi, ở dưới địa ngục A Tỳ, Ngài mang lên trần gian này. Sau khi mang lên đây rồi á, Đức Phật thuyết pháp xong rồi là Ngài không biết bỏ đâu. Mà trong kinh nói rằng nếu như mình đem bỏ ở ngoài đại dương á, thì đại dương nó hạn hán cả 7 năm là có tí xíu lửa địa ngục. Mà đem lên cõi trời thì chư thiên ở trển la nóng quá chịu không nổi. Thì cuối cùng Ngài Mục Kiền Liên Ngài phải đem ngược lại địa ngục, Ngài trả lại cho nó mới chịu được. Đức Phật Ngài có giảng như thế này: này chư tỳ khưu, cái lửa bình thường của mình á, cái lửa của mình mà cháy nhà, cháy cửa, nấu ăn, cháy rừng rồi đó, mà mình hay bị phỏng đó, so với cái lửa địa ngục á, thì cái lửa địa ngục nó nóng gấp 1/16,000 lần. Cái lửa địa ngục nóng vậy đấy. Rồi Đức Phật Ngài dạy tiếp: này chư tỳ khưu, nếu cái lửa địa ngục mà đem so với cái lửa phiền não tham sân si của mình á, thì cái lửa phiền não tham sân si của mình nó nóng gấp 1/16,000 lần của lửa địa ngục. Trời ơi, nóng vậy đó. Như vậy thì mình si ra, mình học toán mình si ra. Như vậy cái lửa mà tham sân si phiền não của mình mà so với cái lửa bình thường mình nè, thì nó sẽ nóng gấp 1/32,000 lần. Nóng ghê. Quý vị cứ thử nghĩ một cái người mà họ bị phỏng đi, ví dụ như cháy nhà hay phỏng ga hay phỏng xăng gì đó đại khái, thì mình thấy họ đau đớn cỡ nào, mình nhìn vô là mình xót dạ đau lòng liền, thấy thương liền. Không tin chúng tôi bữa nào quý vị vào bệnh viện mà ghé cái khoa phỏng đó nghe, cái khoa mà trị bệnh phỏng á, quý vị thăm mấy bệnh nhân đó, mình thấy mình động lòng dữ lắm, mình thương họ dữ lắm. Bởi vì sao? Bởi vì cái vết thương mà bị lửa đốt á, bị phỏng á, khó trị lành lắm. Vì cái thịt của mình nó chín rồi, cái tế bào nó chín rồi, muốn trị lành cái vết thương phỏng nó phải đòi hỏi thời gian, thuốc men dữ lắm. Và cái điều quan trọng mà chúng tôi muốn nói là gì? Là sau khi trị lành vết thương phỏng rồi, nó để lại di chứng thì ghê lắm. Ai mà thấy người bị phỏng rồi, bởi vì biết da nó chằng chịt nhau thì ghê lắm. Nó không có láng như bây giờ đâu, không có láng gì đâu, mà chằng chịt nhau ghê. Mình nhìn vô là mình thấy xót xa, xót dạ, xót lòng liền, mình thương liền. Thì quý vị cứ thử nghĩ một cái người bị lửa bình thường đốt thì mình đã thương rồi. Bây giờ một cái người mà bị cái lửa nóng gấp 1/32,000 lần cái lửa đốt, thương không? Thương không? Hãy thương hơn nữa, thương gấp 32,000 lần. Là chúng ta, những người mà đang bị lửa tham sân si đốt. Nhìn xuống đây mình thấy ai cũng còn lửa tham sân si đốt. Mà mình thử nghĩ coi, cái lửa mà nóng gấp 1/32,000 lần của cái lửa bình thường đốt thì chết hay sống? Chết chắc. Chết chắc. Cho nên mình nhìn như vậy bằng trí tuệ, mình nhìn đây thì tất cả chúng ta là cái dạng chết chắc. Mà còn ngọn đống đây thì cái dạng này là cái dạng gì biết không? Chết rồi mà chưa chôn. Mà quý vị biết mà mình đến cái người mà đã chết rồi, mình nằm làm đám tang mà chưa chôn, là mình có hơn thua không? Không dám hơn thua. Mình tu như vậy thì mình dễ có tâm từ lắm. Ví dụ như ngày hôm nay mày về mà ông chồng lỡ sân si với mình á, ông giận hờn, ông la ó, ông sân si với mình, thì cứ nhắm mắt lại niệm ngay cho sư là xác chết, xác chết. Ông đang chết, ông đang bị cái lửa gì? Cái lửa phiền não tham sân si, thấy không nè, nó đang đốt ổng, thì ổng chắc chắn là thành xác chết. Mà cái điều này chúng tôi nói theo tin rằng bà Đức Phật Ngài dạy rằng là chỉ có người nào tỉnh thức chánh niệm mới xong, mà thất niệm phóng dật là chết, theo cái nhìn của đạo Phật.
Bây giờ mình nhìn có ai sống ai chết, mình nhìn qua cái lăng kính này nó mới hay. Ai mà tham sân si là mình nói chết rồi. Mà tại vì còn ngồi đó là chui chôn thôi. Mà quý vị biết cái dạng mà chết rồi chui chôn nó ghê lắm. Thà đem chôn chứ để đó là lâu ngày nó sinh lên ghê lắm. Không? Mà mình ở đây mấy chục năm mà chưa chịu chôn nữa. Thấy ớn dữ lắm. Mà rồi mình nhìn như vậy mình cũng muốn hăng thua xác chết. Cho nên mình tu như vậy thì mình dễ tu. Mình nhìn như vậy mình dễ tu. Tức là mình nhìn qua lăng kính Phật Pháp. Học Phật là để từ bi mà, chứ không phải để khinh khi hơn thua với đời này. Học Phật để hiểu tình người mà, sẽ chia thương mến thì nói lời sáng trong lúc đó. Bây giờ là mình hiểu được họ rồi, mình hiểu họ đang bị cái lửa phiền não nóng gấp 1/32.000 là cái lửa thường đang đốt. Họ đang ở trong cái nhà đang cháy, đang đốt họ. Thì mình thương hay ghét vậy? Thương. Mình vào trong bệnh viện mình thương cái người bệnh phỏng sao, thì mình về nhà mình thương chồng mình sân si giống vậy. Thương hơn nữa. Thương hơn nữa. Mà mình cũng không có muốn hơn thôi với họ. Ai mà gây gỗ với mình, gây phiền não cho mình, thì quý vị cứ niệm ngay trước mặt mình là xác chết, xác chết. Là mình nguội liền. Nếu như mình niệm như vậy mà mình cũng không còn kiềm chế được, rồi mình sân si trở lại, mình cử nữ trở lại. Lỡ sư Chánh Định đi ngang, sư Chánh Định nhìn nói hai xác chết đang cãi nhau. Hồi xưa chúng tôi cái chuyện này trong chùa mà không biết là nó hư thực thế nào. Ở trong chùa chúng tôi ở ngày xưa còn nhỏ, chúng tôi ở cái chùa ở quận 2, trong cái chùa nó có cái tháp cốt. Tối thì có những vị sư mà họ thích tu thiền họ ra hay ra tháp cốt họ ngồi thiền lắm. Rồi không biết cái sư này ông ngồi thiền ông đắc đạo hay đắc định gì không biết. Sáng ra ông kể ông nói mấy cái hũ cốt trong nó lục nhau dữ lắm. Thì mới giải thích là hỏi tại sao vậy. Nói chắc là lúc mà còn sống chắc hai người đã gần nhau cũng gây gỗ dữ lắm, mà giờ vô trong cốt để gần nhau nó cũng lục đục vậy. Tức là vô tới hũ rồi mà còn sân si hơn thôi nha. Chắc quan trái lúc còn sống quan trái nha. Nên giờ hôm nay là còn lục đục. Cho nên đó là cái tình thương, mà cái tình thương không phải lòng từ bi, quý vị biết là cái tình thương đó dẫn đến khổ đau. Vì vậy tặng thêm quý vị bài hát nữa là Nghe Thầy Thuyết Kinh, để nói lên cái lòng từ bi. Nhớ phương châm của chúng ta là hôm nay là ngày vía Quan Âm nghe. Lòng từ bi là trọng yếu. Giảng hay vỗ tay, mà giảng dở cũng vỗ tay luôn mới là lòng từ bi. Quý vị hôm nay mình tu đi cái hạnh từ bi đi. Hát hay vỗ tay mà hát dở cũng vỗ tay, đó mới là từ bi. Bài hát Nghe Thầy Thuyết Kinh được viết theo cái bài nhạc đời là Tâm Sự Đời Tôi. Nghe Thầy Thuyết Kinh từ đầu, tương lai con quyết chí hành trì. Đạo màu con giải thoát sân si, diệt trừ nghiệp chướng bởi vô minh. Tìm về pháp tánh còn hằng mong, con trì pháp qua mới biết Phật tâm là gì. Ba thừa chỉ một Phật tánh nơi tâm là cao quý nhất như hạt châu. Bởi vì con biết khi tụng kinh pháp âm nghe rồi liền đi vào trong tâm con thấy an lành. Mình là nghe kinh thánh pháp miễn sao mình chuyển hóa cái tâm của mình được an lành từ bi. Hôm nay là cái ngày vô cùng đặc biệt. Thứ nhất
Đặc biệt ở cái chỗ là trải qua năm, trải qua 2 năm dịch bệnh, ngưng, không có tổ chức tu học. Và hôm nay Đại Đức trụ trì cũng như chư Tôn Đức trong ban tổ chức cũng vì lòng bi mẫn tổ chức lại các khóa tu định kỳ để cho chư Phật tử có duyên lành về đây tham dự khóa tu để chuyển hóa thành tâm. Từ cái tâm mà hay giận hay hờn sân si đó, nóng nảy đó, thì chuyển qua cái tâm từ bi, hình ảnh của Đức Phật Quan Âm. Là từ bi phải bao trùm khắp. Chứ đừng như cái cô Phật tử này, cổ cũng vô chùa rồi, cổ cũng học hạnh từ bi, nhưng mà cái từ bi của cổ dày thì theo quý vị có đúng từ bi không? Cổ tu từ bi thì tâm cổ cũng hiền lắm, cổ cũng thương mến chúng sanh dữ lắm. Nhưng mỗi lần cổ hồi hướng á, thì cổ hồi hướng vậy nè quý vị nghe coi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, ngoại trừ con vợ bé của chồng con, đều trọn thành Phật đạo. Ai bà có nguyện thành Phật đạo hết, nhưng mà riêng cái bà vợ bé của chồng bà là bà nhất quát, bà không có, bà không cho bà đó thành Phật đạo, cho bà trầm lưng, cho bà khổ đau, cho bà sanh tử, cho bà chết đi. Nhất quát là cái ai cũng được hết, nhưng mà riêng cái vợ bé của chồng bà là không được. Theo quý vị này đúng hay sai? Có ai vậy không? Không. Cái lòng từ bi của chúng ta là rải khắp muôn nơi, mưa trời nào nể rong rêu, tâm từ vô lượng, rải đều chúng sinh. Chúng ta biết cái sân hận là gió cuồng phong đó quý vị, cuốn đi tất cả tấm lòng từ bi. Tâm từ vốn quý khôn bì, là liều thuốc quý cứu nguy cho đời. Theo kinh điển của Phật giáo Nam truyền á, để mà đối trị cái lòng sân hận á, thì chỉ có tâm từ bi. Từ là tâm chẳng sân si, bi là thương hết, không bì một ai. Chứ không phải ai cũng thương, mà ngoài vợ bé của chồng là không thương là không được. Phải thương hết. Thân cũng thương mà sơ cũng thương. Chứ người thân mình thương là chuyện bình thường, mà người sơ mình thương mới là khó. Bạn cũng thương, thù cũng thương. Cái người tốt với mình thương thì không nói. Nói chuyện là chuyện gọi là không có gì phải nói hết. Ta tốt với mình quá thì mình thương người ta thôi. Nhưng mà cái người không tốt với mình mà vẫn thương với người ta thì đó mới là cái người có tu. Và cái đây cũng là cái điểm nhấn để chúng ta biết được cái người tu nó khác hơn người không tu. Mình đã tu học tại chùa Quan Âm này nhiều khóa nhiều kỳ rồi mà không thay đổi miếng nữa. Thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp của mình không thay đổi miếng nữa. Mà nhiều khi nó còn nặng hơn nữa. Ta vô chùa ta tu ta bớt tham sân si, bớt phiền não. Mình tu một thời gian sao mà quá trời phiền não. Này phải xét lại coi mình tu có đúng hay không. Tại vì pháp của Phật giúp chúng chúng sanh từ phàm sang thánh, ly khổ đắc lạc. Phải xa rời cái khổ đau đi, xa rời cái phiền não đi, đắc được cái sự an vui bớt phiền não thì mới đúng là pháp của Đức Phật. Mình dùng cái tâm từ bi để mà mình xóa đi cái tâm sân hận. Bởi vì hận thù diệt hận thù, đời này không thể có. Từ bi diệt hận thù là định lực thiên thu. Nói chúng ta học cái này. Sân hận là gió cuồng phong, nó cuốn đi tất cả tấm lòng từ bi. Tâm từ vốn quý khôn bì là liều thuốc quý cứu nguy cho đời. Trên cuộc đời này quý vị biết không, do mình sân hận giận hờn nhiều quá cho nên cái cõi người của chúng ta nó nóng dữ lắm. Ngày xưa mà chư thiên mà xuống ý kiến Đức Phật để mà nghe pháp là vào canh khuya không,
vào canh ba không? Mình hỏi lý do tại sao, thì ra là quý vị biết tại sao chư thiên không dám xuống ban ngày không? Ban ngày con người mình nó thức dậy, mà hãy thức dậy là sân si dữ lắm. Cái nóng của cái khí hậu là nó còn nhẹ, mà cái nóng của cái tâm tham sân si phiền não của người là nóng dữ lắm. Quý vị không tin chúng tôi, bữa nào quý vị về nhà mà có người sân si với cái nhà nực nổi dữ lắm. Cái nhà đó mở máy lạnh xuống 16 độ rồi mà vẫn còn thấy nóng. Rồi cái hơi con người mình là đã 37 độ C rồi, nóng 37 độ C rồi, giờ cộng thêm cái tham sân si nóng gấp 32.000 lần cái lửa bình thường nữa, thì hỏi sao chư thiên chịu nói. Cho nên chư thiên không có xuống ban ngày. Trong kinh nói là chư thiên vào canh khuya đợi ngủ hết trơn đi, cho bớt tham sân si. Bởi vì mình ngủ là cái tâm mình rơi vô hổ kiếp. Lúc đó là cái sát na hổ kiếp mới giữ cái mạng sống mình thôi. Lúc đó tạm thời là mắt tai mũi lưỡi thân của mình là nó không có thấy cảnh, mà nó cũng không có tham sân si, tạm thời rơi vô hổ kiếp mới giữ. Thì lúc đó cái nóng mà cái hơi nóng của phiền não đó nó nguôi bớt đi. Giống như mình ở nhà mà ông chồng giận quá, mình đã đợi mình nguội chút mình về, chứ về nhà nó đực lắm, ông đang sân si ở nhà. Ở nhà có người mà sân si chửi mắng lao ôm sòm, thấy cái nhà đực dữ. Cho nên chư thiên á, mỗi lần xuống dưới trần này á, nhất là chư thiên ở cõi trời đạo lợi là vua trời để thích, một lần ông xuống hầu Phật á, một là ông lựa khuya ông xuống. Thứ nhất là cho nó bớt nóng cái phiền não của con người mà nóng dữ lắm. Nghĩ một người mà cứ sân si, rồi hai người sân si, rồi ba người sân si, cái nhiệt độ nó lên nha. Bây giờ tôi nghĩ mình nóng 37 độ, nhưng mà mình bỏ vô cái phòng về mỗi người 37 độ, cộng hồi cái nhiệt độ nó hơn cả 37 độ. Phải chi mấy người kế bên nó sân si, mà người kế bên, người ngồi gần bên nó từ bi thì nó cũng đỡ đi. Cái này lây qua kia nó cộng lại trừ nó rung mình. Còn này ai cũng sân si, tham sân si không? Mình cứ xử nghĩ coi, nhân loại 7 tỷ người mà cái tham sân si không sao chịu nổi. Ngoài cái hiệu ứng nhà kính, ngoài cái nóng của tầng ozone, thêm cái nóng tham sân si phiền não mình nữa, cho cái địa cầu là nóng dữ. Rồi mỗi lần mà đế thích xuống á, nó còn khổ cái nó gì? Là ngày mà xuống bất chợt là ngày phải mưa. Mưa biết chi không? Cho nó tẩy bớt những cái quế trượt của con người này. Mình đó là trong cái thân thể của mình nó có 32 thể trượt, mà mình thì mình thấy nó thơm tho, nhưng mà chư thiên thấy trừ giống như cái hố rác rồi. Nó xin lỗi, nó hôi như cái hố rác. Trên chư thiên người ta là sắc tế, còn mình đi sắc thô. Rồi mình phải dùng vật thực thì tất nhiên phải có bài tiết. Cho nên trong thể Đức Phật ngày dạy là để diệt bớt cái lòng tham á, thì phải quán là tóc, lòng, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tỷ, thận, tim, gan, ruột, già, ruột, non, lá, lách. Nói chung là phải quán liên tục. Nước mắt, nước mũi, mật đàm, mũ máu nó dơ, trừ ơi. Chư thiên á, này nói theo chư thiên nha, xin lỗi quý vị, chúng tôi cũng mọi người, chúng tôi cũng mang cái thân thể trượt, 32 thể trượt đầy đủ. Nhưng mà mình phải thấy, đạo Phật là gì? Đạo Phật á, là dạy chúng ta thấy được cái sự thật của cuộc đời. Trong đó cái sắc thân là chúng ta phải thấy nó bằng sự thật, thấy bằng trí tuệ. Chúng ta phải có cái thái độ chân chánh nhìn, chứ không có cái thái độ mà nhìn nó theo cái dạng mà không dám nhìn. À, thật sự ra mình cái tưởng cái thân này nó đẹp, nó sạch, thật sự là nó thật sự nó vô thường đúng không? Cho nên là đến chùa mình học Phật để mình có được cái trí tuệ, và khi mình có trí tuệ mình nhìn như vậy thì mình mới có được lòng từ bi. Hỏi sư ơi, làm sao con thương được kẻ thù mà như gai châm vào mắt, gặp kẻ thù như gai châm vào mắt, mà ở gần kẻ thù như nằm mặt nếm gai, sao mà con thương được? Sư dạy cách nào để mà thương? Thì mình phải nhìn qua lăng kính trí rồi. Họ đang bị cái lửa phiền não thiêu đốt. Họ đang bị phỏng với một cái sức nóng, nóng gấp 32.000 lần cái lửa thường. Thì theo quý vị có thương không? Quý vị vô trong cái nhà thương mà cái khoa phỏng, quý vị thấy người ta bị phỏng, quý vị thương không? Thương, mà cái người này họ phỏng hơn cái người này, tỷ lệ hơn người này nhiều lắm. Thì mình phải thương nhiều. Mình nhìn như vậy mình thấy mỗi người mà mình thấy, một khi mình thấy người nào mà sân si á, nổi nóng lên,
là mình biết họ đang bị gì? Phiền não thiếu, thiêu đốt. Rồi mình quán thân trong thân và quán thân trong ngoại thân, mình cũng vậy, mỗi lần mình sân si lên thì mình cũng thấy mình đang bị phiền não thiêu đốt. Đó mới là cách tu mà thiết thực nhất để giải quyết bớt đi cái phiền não trong tâm mình. Ngoài những cái pháp môn khác, nhưng mà cái pháp môn mà đối trị trực tiếp, lấy từ bi để diệt cái hận thù, là Đức Phật Ngài dạy trong cái bài kinh gọi là nhất thiết lậu hoặc. Có những lậu hoặc phải do thọ dụng để đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do gọi là tu tập để đoạn trừ. Thì giờ mình tu tập tâm từ bi để mình đoạn trừ cái tâm tham sân của mình. Dễ sân lắm. Rồi, ôm lại bốn câu đầu. Đến về chùa là để làm chi? 2, 3. Về chùa học tánh khiêm nhường. 2, 3. Hôm nay mình đến đây á, mình phải mang cái gì về, bỏ ra thời gian công sức, cho nên phải ráng cố gắng học một thuộc câu pháp để mang về. Trong kinh dạy là nó có ba loại trí tuệ. Một cái loại trí tuệ như cái lưu lật úp vậy đó, không có một giọt nước nào vô. Mình có nghe một thời pháp mà không lọt được câu nào, cũng hên nãy mình còn được mấy câu, nhựa nhựa được mấy câu. Cái loại trí tuệ thứ hai là Đức Phật gọi là cái trí tuệ bắp dế. Cái bắp dế của mình mình ngồi mình để đồ lên được, nhưng mà mình đứng lên sao rớt xuống hết. Không tin chúng tôi chút xíu mà vừa kết thúc bài giảng đứng lên hồi hướng ngay bước ra quên trường. Thiệt, cái này có. Tại có một lần chúng tôi đến một cái ngôi chùa sau cái thời giảng pháp của một giảng sư, thì chúng tôi đi vô, Phật tử đi ra, chúng tôi nghe hai cô nói trời ơi hôm nay đi nghe thuyết pháp hay quá trời hay. Thì mình đi vô mình tò mò, mình nghe vậy mình nói ủa cô ơi, thầy thuyết cái gì mà hay vậy? Các bạn suy nghĩ ủa mà thuyết cái gì quên rồi mà hay lắm thầy ơi, con không nhớ nhưng mà con biết nó hay lắm. Tức là cái loại trí tuệ bắp dế á, con ngồi con nghe thì con thấy hay lắm, nhưng mà khi đi hồi hướng đứng lên thì rớt xuống. Mình phải tu cái loại trí tuệ giống như cái lưu lật ngửa vậy đó, hứng được nước mà khó lắm, mình phải ráng dữ lắm. Hồi nãy trước khi thuyết pháp là chúng tôi đã tập cho quý vị tịnh tâm 5 phút rồi. Tại cái tâm của mình nó dao động dữ lắm. Tập cho quý vị 5 phút để yên cái tâm lại, để mà mình còn có cái sự tập trung nghe pháp. Mà cái này cũng là cái cách thức mà chúng tôi giảng pháp mà nhiều người tập trung là vậy. Là bởi vì mình phải gom cái tâm họ lại cái đã. Giống như cái lưu nước mà nó dao động vậy, làm sao được, mà tôi để yên lại. Yên lại thì mới nghe được. Mình thuộc cái dạng là đến chùa học được chữ tu á, về nhà bận rộn lưu bu quên liền. Có không? Có. Tại vì nhà mình nhiều tục sự lắm, công việc gia đình mà, miếng cơm manh áo, công việc nhà vân vân, lo đủ thứ hết. Hết lo chồng, lo cho con, lo cho bản thân, nó nhiều thứ lắm, cho nên mình lưu bu quên liền. Đến chùa là để tâm yên, vừa ra khỏi cổng thì u phiền phủ vây. Mình vào chùa mình yên được có một lúc thôi, nhưng mà bước ra khỏi cổng chùa bắt đầu là bao nhiêu là chuyện mình phải suy nghĩ, mình phải lo lắng, u phiền dữ lắm, phủ vây cho cuộc đời của mình. Đến chùa là để tâm an, gặp vài người nữa ngồi than trách đời. Có không? Có. Chút nữa giải lao ra biết. Than dữ lắm. Than riết mà đến mức độ mà người ta phải làm một cái bài thơ chữ than luôn. Đọc cho quý vị nghe, đường nào quý vị cũng than được hết. Người lớn thường than thân trách phận, là quý vị đó. Lớn rồi đó. Đời là bể khổ nợ với nần, quan gia muôn kiếp nay phải trả, nếu đã vậy rồi ai hưởng đây? Người khổ than
người sướng cũng than nữa. Không con hay có rồi cũng than, không con ước được nững cục vàng, có còn khổ mệt nợ nần màng. Cho nên là dạy cuộc đời sướng khổ xin chớ than, tinh thần thoải mái nghĩ lạc quan, hãy dùng trí tuệ nhìn tổng quát, nhân quả thông suốt tầm an nhàn. Hôm nay mình đến đây, mình sẽ tu tập được một cái loại tuệ tri, tức là chúng ta sẽ dùng cái trí, cái biết của trí tuệ trong cuộc đời này hơn là cái biết của thức tri và cái biết của tưởng tri. Mình thường ngày mình xài cái biết của gì? Thức tri không à? Cái biết qua mắt tai mũi lưỡi không? Hoặc là cái biết của tưởng tri không à? Tưởng tri là gì? Nhiều khi năng thuyết bất năng hành, miệng nam mô nhưng mà bụng mình không phải là tự bi, đúng không? Người ta mới nói là quy y thì phải y tòng, tụng kinh thì phải rèn lòng như kinh, thì cái đó mới là tuệ tri. Còn tất cả đều là tưởng tri hết. Nam mô thì phải từ bi, không nam mô thì thôi, nhưng mà miệng nam mô thì lòng phải từ bi. Thì như vậy chúng ta mới nhìn cuộc đời này, tất cả các cảm xúc qua cái tuệ tri. Còn không thì chúng ta chỉ qua cái tưởng. Tưởng gì? Tưởng tri. Mình là sống tưởng tri nhiều lắm. Biết rằng cuộc mộng phù du, biết là nhân quả không hề tha ai, biết là pháp vốn không hai, biết là duyên nghiệp không sai đường về, biết là chấp ngã sinh mê mà sao ta mãi một bề hơn thuộc. Mình biết hết. Nhưng có điều là mình không có sử dụng được cái tuệ tri của mình toàn là xài cái tưởng. Tưởng tri. Tưởng tri là sao? Đã biết vô thường mà còn phiền não. Hiểu câu này không? Có gì bền vững đâu mà phiền não chi, mà mình vẫn phiền phiền não. Đó là mình chỉ nhìn qua góc độ tưởng. Tưởng tri. Đã biết phiền não mà còn khổ đau, theo quý vị tưởng tri hay tuệ tri? Tưởng tri. Tưởng tri là gì? Là mình chỉ nhớ lại thôi, chứ mình chưa có nhìn hiểu thông, nhìn thấu bằng trí tuệ. Mình chỉ nhớ lại thôi, mình trải qua cái kinh nghiệm mình biết vậy thôi. Đã biết khổ đau mà còn trói buộc, mình thấy mình quá vô minh là tưởng tri luôn. Mà cái này còn ghê hơn nữa nè, đã biết trói buộc mà chưa chịu buông. Nó lạ vậy đó. Thường á, cái con người mà mình biết mình đang bị trói, thì cái điều đầu tiên mình suy nghĩ là gì? Phải cởi trói, đúng không? Đằng này mình không cởi trói, không chịu buông ra, mà mình kêu trói mình vào. Nó lạ chỗ đó. Cho nên chúng sanh lấy khổ làm vui. Mình cứ xem cái đó là niềm vui, thật sự là lo khổ. Vì vậy hôm nay chúng tôi muốn quý vị đến chùa là để biết đi đúng đường, đến chùa học tánh khiêm nhường, đến chùa biết sống, biết thương muôn loài. Nói cái chữ biết sống thôi, mình sống không xong, sao mà thương muôn loài. Cho nên cái bài này rất là dài, mà chúng tôi chỉ giảng mới 4 câu đầu thôi, mà hình như nó cũng sắp sửa hết giờ rồi. Cho nên bây giờ kết thúc lại là chúng tôi chỉ giảng có 4 câu thôi. Hôm nay chủ đề chúng ta là gì nè? Về chùa. Ha, mà về chùa để làm chi? Thứ nhất là để biết đi đúng đường. Đi sai đường nguy hiểm lắm, nhớ nghe. Mà con đường đúng ở trên này là con đường gì? Con đường bát chánh đạo, trong đó chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Đi theo con đường bát chánh là con đường trung đạo. Nhớ giùm chúng tôi nghe. Giàu cũng khổ, nghèo cũng khổ, chỉ có biết mới sống. Mê muội thêm đau khổ, mà khôn lanh cũng khổ đau. Biết sống đời tỉnh thức, lúc nào cũng an vui. Thì cái chữ biết ở đây là trí tuệ, là đi đúng đường đó, đi theo con đường bát chánh đạo, là chánh kiến đó. À, cho nên chúng tôi hay nói một câu đó là: có bao giờ bạn thấy mông lung giữa cuộc đời,
mỗi ngày cứ chơi vơi, sống sao đời ý nghĩa, lây hoay tìm giải pháp, lao vào những cuộc chơi, tâm chẳng chút thảnh thơi, càng tìm càng chán nản. Hãy thử rèn chánh kiến, thấy lẽ đúng điều hay, hiểu vũ trụ vần say, thì tâm nó được an lạc. Mình hiểu rồi, mình nhìn cuộc đời này qua bằng cái tự tri rồi, không còn tưởng tri. Trước đây mình toàn sống bằng cái tưởng, tưởng tri với thức tri không, cho nên mình mới khổ. Biết đời là khổ mà mê đời vẫn mê là mình. Biết là cuộc mộng phù du, cuộc đời này có gì đâu mà bền chắc. Biết là nhân quả không hề tha ai luôn. Biết là cái nhân quả là một định lý, bất di bất dịch. Gieo gì gặt đấy. Khi bạn đâm đầu vào tường thì độ cao của khối u nó tỷ lệ thuận với độ ngu của khối óc. Quy luật nó như vậy. Biết là nhân quả không hề tha ai, biết là pháp vốn không hai, biết là duyên nghiệp không sai đường về, biết là chấp ngã sinh mê, mà sao cứ mãi một bề hơn thua. Là vì mình sống bằng tưởng tri thôi. Hôm nay chúng ta đến chùa để chúng ta sống có đời sống tuệ tri ha. Bây giờ lặp lại bốn câu này để kết thúc bài giảng nè. Đến chùa là để làm chi? 2, 3. Đến chùa là để biết đi đúng đường. Đến chùa học tánh khiêm nhường. Đến chùa biết sống yêu thương muôn loài. Đọc chung là nghe. Đến chùa để làm chi? 2, 3. Giống xe đò quá, chạy tới bến không còn khách nào, rơi rụng dần dần. Câu đầu là giống như xe đầy xe vậy đó, là cái giữa đường xuống dần 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 xuống. Cái này giống đời người, những chiếc xe vậy, người lên người xuống, người về người đi nè, lúc hội ngộ lúc phân ly nè, nụ cười tiếng khóc có khi lặng buồn nè. Kẻ cùng đi xuống giữa đường mà gặp nhau phút chốc vô thường chào nhau. Làm lại, đến chùa để làm chi? 2, 3. Giỏi quá, tự vô tay chúc mừng mình đi. Thôi thì hôm nay thật sự chánh định rất là vui. Đi hôm qua là đi xe giường nằm, ngủ nó cũng không đủ, nhưng mà không sao, nó không ngăn ngại được cái niềm vui mà đến chùa Quan Âm để thuyết pháp. Thứ nhất là đây là cái ngôi chùa đầu tiên mà chánh định được có duyên đến đây để mà chia sẻ Phật pháp. Thứ hai là đây là cái khóa tu trở lại đầu tiên luôn. Hôm nay là mình cái gì cũng là đầu tiên hết. Cho nên đó là thứ hai nói, chúng tôi hay nói chùa câu là mỗi ngày nếu chọn một niềm vui thì xin hãy chọn nụ cười đầu tiên đó. Hôm nay là cái bài giảng đầu tiên mà cũng trong cái khóa tu đầu tiên luôn ha. Cười cho cuộc sống thản nhiên để tâm thanh thản bình yên giữa đời. Mỗi ngày nếu gặp mọi người thì xin hãy nói những lời yêu thương. Hôm nay là ngày với Quan Âm mà, mình là người tu Phật, lời yêu thương là nói mà lời sân giận độc ác không nói. Hãy nói những lời yêu thương, hãy yêu cuộc sống bình thường và trọn vẹn với con đường đã đi. Đời chỉ đẹp khi lòng ta cởi mở, biết khoan dung và khắc phục chính mình, trải lòng từ đến tất cả nhân sinh, để từ đó vườn hoa tâm hé mở. Chính vì vậy bà Hoàng hậu mới nhờ cái người tỳ nữ. Ở trong hoàng cung có một người tỳ nữ tên là Khuchchutara. Cái người tỳ nữ này á, có cái bổn phận á, là mỗi sáng được ra khỏi thành mua các loại bông hoa về để mà trang trí trong hoàng cung của bà hoàng hậu. Nhưng mà người vị hoàng hậu này mới nói với người nữ tỳ rằng là con không cần phải đi mua hoa mua bông,
mà con cứ đi thẳng đến chùa Kỳ Viên, Tịnh Xá. Đến đó con nghe pháp, rồi con gắn nhớ, sau đó con trở về hoàng cung nói pháp cho hậu nghe. Thì người tỷ nữ này, người nữ tỳ này thì chỉ theo nhiệm vụ của hoàng hậu, bảo gì thì làm đó. Thế là người nữ tỳ này thay vì đi mua bông mua hoa về để mà trang trí trong hoàng cung, nhưng mà người nữ tỳ này đi thẳng đến chùa Kỳ Viên mỗi sáng để nghe Đức Phật thuyết pháp. Sau khi nghe xong trở về, thưa với quý vị, khi trở về nói pháp cho hoàng hậu nghe, một cái điều vô cùng đặc biệt hoan hỷ cái lòng tín tâm pháp bảo của bà hoàng hậu là bà nhường cái ngai vàng hoàng hậu đó, cái ngai của hoàng hậu ngồi cho cái người nữ tỳ ngồi để mà thuyết pháp. Hoàng hậu sẵn sàng xuống đất ngồi để mà nghe pháp. Cho nên từ đó về sau có một cái thông lệ là hãy người nói pháp á phải ngồi cao hơn cái người nghe pháp. Từ cái hình ảnh đó, cho nên cái bảo tòa nói pháp nó cực kỳ quan trọng để tỏ lòng tôn kính pháp. Hôm nay quý vị cũng vậy, cái người mà cúng cái pháp tòa này để cho các vị giảng sư ngồi thuyết pháp, mà đặc biệt hôm nay chúng tôi là người đầu tiên được ngồi trên đây để mà thuyết pháp. Thế là bà hoàng hậu ở xuống dưới bà ngồi bà nghe pháp. Mà quý vị biết trong cái bối cảnh lịch sử Ấn Độ lúc bấy giờ giai cấp nặng nề lắm. Một người nữ tỳ, xin lỗi, không dám nhìn mặt hoàng hậu nữa, đừng nói chi mà dám lên trên pháp tòa ngồi để mà nói pháp. Nhưng mà chúng tôi nói ra đây câu chuyện này để cho quý vị thấy được cái lòng tôn kính pháp bảo của người hoàng hậu. Khi đã có trí tuệ, khi đã hiểu biết rồi thì pháp tòa không là gì. Một cái điều, câu chuyện thứ hai nữa là trong thời Phật á, có một vị vua trời ở cõi trời Tam Thập Tam Thiên, mà chúng ta thường gọi là cõi trời Đạo Lợi. Cái cõi trời này là do 33 người thanh niên khi còn sống ở dưới trần gian làm nhiều việc phúc thiện, đào đường, làm đào giếng, làm đường, rồi từ thiện, tất cả các thứ gọi là về thiện nguyện, thiện pháp, ba chàng thanh niên này cùng nhau mà làm. Sau cái thân hoại mệnh chung thì 30 chàng thanh niên này được sanh về một cái cõi trời gọi là Tam Thập Tam Thiên. Quý vị hiểu chứ, Tam Thập Tam Thiên là 33 cõi trời được, mà có tên là 33, mà thường chúng ta gọi là cõi trời Đạo Lợi. Thì trên cái cõi trời Đạo Lợi này, cái vị vua trời là đệ tử của Đức Phật. Thế là ông ta làm một cái giảng đường, một cái giảng đường tại trên cõi trời đó. Ông đã đặt cái tên là giảng đường Xú Tham Má. Xú là diệu hay là thiện, Tham Má là pháp. Chúng ta tạm gọi là giảng đường diệu pháp. Hằng tháng á, thì vua trời ngồi trên đó, cái bảo tòa đó, đó là một cái phiến đá bằng ngọc, một cái phiến đá bằng ngọc để mà nói pháp cho thiên chúng nghe. Đặc biệt cái bảo tòa bằng ngọc này nó có một cái điều linh kỳ diệu là mỗi khi ở dưới trần gian, bất cứ vị vua trời này sau này mà sanh lên làm vua trời thì ngồi trên cái bảo tòa đó của Đế Thích. Và điều đặc biệt là ở dưới trần gian này, nếu có một vị đạo sĩ Sa Môn, Bà La Môn hay là người tu hành nào mà tu hành chân chánh, tu hành tích cực, mà nếu như cái vị tu hành đó mà không có được những cái điều thuận lợi thì tự nhiên cái bảo tòa của Đế Thích nó nóng lên để nhắc nhở cho Đế Thích Thiên rằng là ở dưới trần gian có một bậc chân tu, buộc ngài phải xuống để mà che chở hộ trì cho cái vị chân tu đó. Nhiệm vụ là như vậy. Đó là một cái điều vì kỳ diệu. Thì hôm nay để chúc mừng cái người Phật tử cúng dường cái pháp tòa này,
Chúng tôi xin được nhắc nhở, trong nhắc lại cái bài kinh Đức Phật dạy theo kinh Nguyên Thủy. Đức Phật dạy như thế này: cả 10 vật thí này, có 10 cái vật thí là cơm nước, y phục, xe thiền, tràng bông, vật thơm, vật tho, thất chỗ ngủ, đèn đuốc, người thí vật thực gọi là cho sức lực, người thí y phục gọi là cho sắc đẹp, người thí xe thiền gọi là cho sự an vui, người thí đèn đuốc gọi là cho mắt sáng, người thí vật vừa lòng hằng được vật vừa lòng, người thí vật quý trọng hằng được vật quý trọng, người thí vật đẹp hằng được vật đẹp, người thí chỗ quý trọng hằng đi đến nơi quý trọng, người thí trú xứ gọi là cho tất cả, nhưng mà người thí pháp gọi là cho bất tử. Như vậy thì Đức Phật ngài dạy: Sabba đa năng, Tham đa năng, Chí na tí. Nghĩa của câu này rằng là pháp thí thắng mọi thí, pháp vị thắng mọi vị, pháp hỷ thắng mọi hỷ, ái diệt thắng mọi khổ. Trong bốn câu này Đức Phật ngài ví dụ cái người mà thí pháp thì thắng trong mọi cái sự thí, trong mọi sự cúng dường, thì cái cúng dường pháp là cao quý nhất. Thì cúng dường pháp ở đây nó có nhiều cái hình thức. Thí dụ pháp tòa là một, về vật lý. Cái người nói pháp là hai, cái người nghe pháp là ba, và cái người hành pháp là bốn. Nghĩa là nó có liên hệ đến cái gì là pháp bảo. Pháp âm soi sáng tâm lành, cho con tĩnh lặng ngọt ngào lời kinh. Pháp âm gian vọng đời mình, giọt chuông cam lộ khởi bình minh hòa. Đạo ta chỉ một con đường, tự thanh tịnh lấy mà thương cuộc đời. An vui đi đứng nói cười, trăm năm vằn vặt nguyệt ngời bên sông. Muốn nói rằng là pháp bảo chỉ có một con đường duy nhất thôi. Ê Kayano Maggo, đây là con đường duy nhất dẫn đến sự ly tham, tịch tịnh, giải thoát, niết bàn. Như vậy nếu mà người nào mà chuyên tu thì họ đi thẳng vào pháp bảo. Trần gian lắm nẻo si mê, thỉnh ngài thuyết pháp giảng về vô minh. Chúng sanh giác ngộ sửa mình, ly phàm đắc thánh siêu sanh niết bàn. Cho nên cái sự cúng dường pháp bảo là một sự cúng dường tối thượng nhất. Mình thì sau này Phật giáo có nhiều cái phương tiện muốn dẫn dắt người ta vào đạo. Nhưng mà chúng ta phải hiểu giùm chúng tôi một điều là con đường thực hành bát chánh là con đường cao quý nhất, cúng dường đến Đức Phật một cách cao thượng nhất. Ai thường giải hạn cúng sao, cầu an siêu độ, mong bao điều lành. Nhớ rằng lánh giữ làm lành, không cần cúng bái cũng thành bình an. Ta vui tiếng mõ lời kinh, ta vui thiền định tâm linh nhiệm màu, ta vui lý đạo cao sâu, ta vui giải thoát qua cầu tự sinh. Vỗ, bây giờ mới vỗ tay. Mỗi khi Đức Phật dạy cho chư tỳ khưu á, là khi thọ nhận sự cúng dường của tín chủ,
Cho dù đó là một muỗng cơm hay một bát nước gì đi nữa, thì chư tăng á, cái người thọ thí á, phải nói là một câu pháp. Cho dù câu pháp đó có ngắn hay dài, nhưng mà cũng phải đền đáp lại ơn tính chủ bằng một câu pháp. Chúng tôi không biết Đức Phật có cho chúng ta một cái thông điệp về sau này hay không, là vì những cái người thọ thí như các vị Sa Môn, Bà La Môn, các thầy, các sư bây giờ đó, thì với cái hình ảnh giống như là một cái ruộng phước. Quý vị nhìn lên chiếc cà sa chúng tôi mặc thì nó có những cái điều, và những cái điều này chúng ta nhìn nó giống như thửa ruộng. Nếu căng cái y ra thì nó có những cái bờ đê của ruộng và những cái thửa ruộng nằm trên chiếc y, thì tượng trưng cho là cái phước điền. Tăng là phước điền, chư tăng là cội phước điền đó. Cho con tạo phước, gieo duyên niết bàn, phải nhớ chỗ đó. Chư tăng là chiếc thiền nan đưa người vượt bể, tìm đàn vô sinh. Thì chư tăng có cái nhiệm vụ ngoài cái là cái ruộng phước ra, là cái phước điền ra, có một nhiệm vụ là một chiếc thiền nan nữa, để đưa chúng sanh. Chiếc thiền nan này là một cái chiếc thiền trí tuệ đưa chúng sanh tìm đàn vô sinh, tức là chấm dứt sanh tử luân hồi. Cái việc mà cái vị Sa Môn, Bà La Môn hay là sư thầy mà thọ nhận của tín chủ bất cứ một vật gì dù nhỏ hay lớn, cũng phải nói một câu pháp. Thì nhiều vị thì họ không nói được bằng lời, thì họ dùng cái thân giáo để họ nói. Có nhiều cách để mà truyền đạt pháp, nhưng mà phải nói. Có những vị thì họ gìn giữ lục căn, thu thúc lục căn, mắt tai mũi lưỡi thân ý họ thu thúc. Có nhiều vị thì họ thu thúc tam nghiệp. Có nhiều vị thì nói ra một câu pháp. Thứ nhất là để đền đáp cái tấm lòng trong sạch tính thành tam bảo, phát tâm hộ trì cho Phật Pháp Tăng. Thì cái lòng đó chỉ có cách là nói một câu pháp, câu kinh, thì nó mới xứng đáng đáp lại cái tấm lòng đó. Nhưng mà ở đây nó có cái ý nghĩa mà chúng tôi nghĩ theo bản thân chúng tôi thôi, chứ chúng tôi cũng chưa thấy trong kinh nói. Có nghĩa là Đức Phật hình như là cho chúng ta một cái thông điệp là thầy trò mình không khéo làm khổ nhau mà. Hiểu cái chữ làm khổ nhau không? Quý vị thì cứ một mực, một tâm, nhất tâm cúng dường lên cho các thầy, các sư. Mà nếu đây là cái ruộng mà mình cứ gieo trồng mãi, mình gặt hái cái kết quả mãi, thì cái ruộng này ngày một nó khô, khô cằn đi. Quý vị không tin chúng tôi, quý vị hỏi mấy người làm nông. Một năm làm một vụ thì được, chứ mà làm chừng 3 vụ, 4 vụ thì cái ruộng này nó khô cằn. Nó còn đâu là màu mỡ, còn đâu là phù sa, thấy không nè. Cũng vậy, nếu mà quý vị cứ nhắm vô cái phước điền này mà cứ một mực cúng dường từ sáng đến chiều, ngày này qua ngày kia, năm này qua năm kia, tháng này qua tháng kia, thì cái ruộng này quý vị nghĩ coi, nó khô cằn. Cho nên vị tỳ khưu phải ý thức được điều này, mãi làm sao cho cái ruộng của mình đó, nó được phì nhiều màu mỡ đó. Thì bằng cách duy nhất là gì? Bằng cách duy nhất là phải nói pháp và hành pháp. Đó là cách mà chúng ta nên tư duy. Chứ bây giờ mình cứ khoác cái cà sa lên, lá cờ la hán này lên, chiếc y ruộng phước điền này lên, là cái mình ngồi đó mình thọ nhận. Thì theo luật nhân quả thì nó không từ một ai hết. Thì quý vị có theo cái nguyên tắc là cứ một năm mà gieo 3 mùa 4 vụ thì cái ruộng nó còn gì là ruộng. Gieo vô nó thành giống như sỏi đá rồi, khô cằn rồi, làm gì mà có phước nữa. Cho nên cái vị tăng này phải biết. Thì Đức Phật dường như là Ngài hiểu, Ngài cho chúng ta một cái thông điệp sau này là cái hỏi mỗi lần quý vị có cái tính tâm là chúng tôi cúng dường, thì chúng tôi phải ráng làm sao để trở nên cái bậc xứng đáng cúng dường, thì cũng phải nói một câu pháp. Bởi vì thí pháp
là vô song. Pháp thí thắng mọi thí. Quý vị có cúng dường chúng tôi 100 lần, chúng tôi chỉ cần nói một câu kinh thôi là cái ruộng chúng tôi nó phì nhiều lần. Mà khi chúng tôi ruộng nó phì nhiều lên thì quý vị cúng dường vào cái ruộng mà nó phì nhiều màu mỡ thì tất nhiên cái kết quả quý vị sẽ gặt hái được nó lớn mạnh thôi. Hơn là chúng ta cúng vào một cái ruộng mà nó khô cằn. Phải không nè? Giống như là chúng tôi hiểu ngầm như Đức Phật Ngài sợ sau này tứ chúng tỳ khu tỳ khưu ni thiện nam tín nữ mình làm khổ nhau. Bằng cách nào? Là mình hại mình. Chỉ có người trong mình mới hại mình bằng cách là quý vị cứ gặp sư đâu cúng dường ở đó. Mà hôm nay cúng rồi ngày mai qua bên kia gặp cúng nữa. Rồi tháng sau gặp cúng nữa, năm sau gặp cúng nữa. Rồi kiếp sau gặp cúng nữa thì hỏi quý vị ruộng nào mà còn. Ruộng nào mà còn. Cho nên đối với cái pháp tòa nó cực kỳ quan trọng. Thứ nhất là để cho các vị giảng sư, các vị chư tăng biến thành một cái ruộng phước phì nhiêu. Từ vào đó quý vị mới có thêm cái kết quả lợi lớn. Mà không phải ai làm khổ ai hết. Chứ nếu hiểu một cách không khéo thì chúng quý vị tự làm khổ cho các thầy các sư. Hồi xưa chúng tôi nói vui rằng chúng tôi mà không ưa ai á, nói cho vui thôi, nghe trong hàng tu sĩ với nhau á, chư tăng với nhau mình không thích ai á, thì gặp người đó đâu mình cứ quỳ mình lại đi. Hỏi sao kỳ vậy? Không ưa người ta sao lại người ta? Nó lại riết ổng tổn đức cũng chết sớm, phải chịu không nổi. Phải không nè? Quý vị bây giờ mà ông ơi sư, quý vị gặp đâu cúng dường đó lại đó, cung kính phục, cung kính rồi cứ cúng lại lọc cúng dường miết. Ông này trước sau cũng tổn đức, nếu mà không có tự mà tạo cho mình cái ruộng này nó sẽ thành khô cằn ấy. Ông nè, quý vị không tin chúng tôi bên nào làm thử thì không ơi ai đừng có chửi mắng chi cho nó mệt. Gặp đâu quỳ lại đó, gặp đâu quỳ lại đó. Lại miết. Thì cái người mà nó không xứng đáng được lại mà bị người ta lại thì tổn đức. Mà tổn phước, tổn đức thì cái đức chết sớm chứ làm gì. Không nè. Đó. Cho nên để cho cái người cúng dường cái ngôi bảo tòa này được tăng thêm cái sự quan hỷ, chúng tôi hay có mấy câu nói như thế này. Trên thế gian này không có cái tình nào bằng tình mẹ. Thật sự cái điều này quý vị cũng đã hiểu rồi. Chỉ có tình mẹ mới thương con vô điều kiện. Còn ở ngoài kia thì người ta thương con có điều kiện. Và điều thứ hai là không có cái bằng nào bằng cái bằng lòng. Bằng lòng chấp nhận với cuộc sống của chúng ta. Bằng lòng bằng trí tuệ á nha. Chứ không phải là bị ép bằng lòng. Mình phải hoan hỷ thật sự chứ không phải là ngậm ngùi hoan hỷ. Chúng tôi hay nói đùa rằng là nhẹ nhàng đến nhẹ nhàng đi, giữ tâm bình thản chuyện gì cũng qua. Tức là mình bằng lòng với cái tâm mình nó thản nhiên á, chứ không phải là bị đè nén. Nhẫn cũng vậy, nó nhẫn là mình phải hiểu biết của cái người hiểu biết họ nhẫn. Tâm bình thì cảnh sẽ bình, tu là chấp nhận sự tình thế gian. Mà cái người mà muốn chấp nhận sự tình thế gian là cái họ hiểu biết họ chấp nhận. Họ hiểu biết qua cái lý nhân quả, họ biết qua cái lý tam tướng vô thường, khổ vô ngã, họ thấy nó bình thường lắm. Còn không phải là mình bị đè nén chấp nhận. Cũng như hôm nay tôi hỏi quý vị, chúng tôi hỏi quý vị hôm nay quý vị đến đây nghe pháp có hoan hỷ không? Thì mình trả lời là mình hoan hỷ, thật sự là mình nghe, mình thấm, mình hoan hỷ. Chứ không phải bị sư ép hỏi quý vị có hoan hỷ không mà họ trả lời cho ổng vui rồi con ngậm ngùi hoan hỷ, nó khác. Và không có cái biết nào bằng biết đủ. Và không có cái vui nào bằng vui pháp quý vị. Vui mà vui pháp mới là vui. Vui mà không pháp thì chôn vùi thế nhân. Mà pháp ở đây chúng ta thể hiện qua cái gì? Cái thiện pháp. Quý vị hiểu cái thiện pháp không? Vui trong thiện pháp thì vui đó mới là vui tâm thiện. Còn nếu mà không phải vui trong thiện pháp thì chúng ta dễ dàng bị vui trong tâm tham. Vui trong cái nhân á thì gọi là vui trong tâm thiện. Còn mà vui trong cái quả đó
Xin lỗi quý vị, đó là chúng ta vui trong tâm. Tâm gì nè? Tâm tham. Tâm tham. Hôm nay quý vị phải hiểu thêm một điều là không có cái vui nào bằng vui pháp thì mới được. Vì vui trong tham thì vui đó khổ. Chỉ có vui trong tâm thiện á thì đó mới thật sự là vui, mới nay vui đời sau vui. Còn vui trong tâm tham mà nay vui đời sau khổ đó. Vui trong tham là vui sao? Chỉ có vui với pháp và vui trong tâm thiện thì vui này mới là vui. Vui mà vui pháp mới là vui. Vui mà không pháp á thì chôn vùi thế nhân. Cho nên cái buổi giảng hôm nay chúng tôi chỉ có hai điều. Điều thứ nhất là chúng tôi muốn cho quý vị cảm được cái niềm vui với pháp bảo, là cụ thể như cái người tín chủ cúng dường cái pháp tòa này. Cái điều thứ hai là chúng tôi muốn cho quý vị vui là vui trong cái sự tỉnh thức của thiền định. Chút nữa đây chúng tôi sẽ kết thúc cái buổi chia sẻ 30 phút này, chúng tôi sẽ xuống dưới hướng dẫn quý vị ngồi thiền 30 phút. Thì để chúc mừng hôm nay quý vị ngồi nghe pháp với một cái pháp tòa nguy nga, đẹp đẽ, trang nghiêm, long trọng, mà được sự phát tâm của người tín chủ, để cho người tín chủ được thêm phần hoan hỷ phước báo của mình. Chúng tôi xin gửi tặng quý vị một cái bài hát. Bài hát có tựa đề là Diễm Nay, được viết theo bài hát Đời là Diễm Xưa. Thưa quý vị, cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có một bài hát rất là nổi tiếng. Đó là bài Diễm, Diễm Xưa. Bài hát Diễm Xưa có lời hát như sau. Mưa vẫn mưa bay trên từng tháp cổ. Đó là cái bài của Diễm Xưa. Nhưng mà hôm nay chúng tôi xin phép quý vị đổi lại là cái bài hát của chúng tôi là Diễm Nay. Chúng tôi mượn cái từ Diễm Nay, quý vị hiểu là sao không? Là đạo Phật mình á là tập sống trong hiện tại. Xuyên qua cái bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả, kinh Trung Bộ. Đức Phật dạy sao nè? Quá khứ không tri tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn diệt, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây, không động không rung chuyển. Biết vậy nên tu tập, hôm nay việc nay làm, ai biết chết ngày mai. Không ai điều đình được với đại quân thần chết. Trú như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi Nhất Dạ Hiền, bậc an tịnh trầm lặng. Đức Phật khuyên chúng ta trú trong cái hiện tại. Cái giây phút hiện tại là cái giây phút đáng sống nhất mà vị hành giả, người con Phật nên trú vào đó. Chứ đừng bao giờ vọng mong ở tương lai, nghĩ về với quá khứ. Vì hai cái này nó không mang đến cái lợi ích mà nó làm cho chúng ta bị dao động phóng tâm. Có ai biết được chữ ngờ của ngày mai? Mà tại sao mình cứ vọng mong ở tương lai mà ám ảnh bởi quá khứ? Mà trong cái đó cái giây phút hiện tại tuyệt vời này thì mình không nghĩ đến. Đời ngắn lắm, chưa cười đêm đã xuống. Sao ta hoài mơ ước chuyện xương tan? Sao chỉ thấy ngày mai là hạnh phúc, còn bây giờ để phải úa thời gian. Vỗ tay đi. Mình ngồi bây giờ mình rầu, mình rỉ, mình lo, mình âu được cái gì để mình lo cho cái tương lai hạnh phúc? Cái này chúng tôi nghĩ là nó vô lý. Vì sao quý vị biết chúng tôi nói vô lý không? Vì hạnh phúc của ngày mai là bắt đầu từ hôm nay. Nếu hôm nay không có hạnh phúc
thì ngày mai không bao giờ có hạnh phúc. Nhớ giùm chúng tôi điều này. Không tin chúng tôi á, quý vị thử làm một cái cuộc khảo sát đi. Hôm qua quý vị nói hôm nay đến chùa Pháp Bảo để nghe sư Chánh Định thuyết pháp. Khi quý vị đặt chân đến đây thì nó trở thành hôm nay rồi. Ngày xưa chúng tôi đến học đường, chúng tôi có nghe một câu nói rất hay là hạnh phúc của tương lai, của ngày mai của các em học sinh là bắt đầu từ hôm nay, là khuyên các em là phải lo hôm nay, ráng học đi, ráng chăm chú vô mà lo học, để cho có cái tương lai ngày mai nó sáng ngời. Đó là cái ý nghĩa của học đường, người ta giáo dục như vậy. Nhưng mà hôm nay chúng tôi mượn cái Đức Phật dạy là chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây, thì chúng tôi cũng mượn cái từ là hạnh phúc của ngày mai là bắt đầu từ hôm nay. Hôm nay mà không có hạnh phúc, không vui vẻ thì qua ngày mai nó cũng không có hạnh phúc và không có vui vẻ. Và cái điều này chúng ta đã thấy rồi. Mình lo cho tương lai quá trời mà rốt cuộc có được gì đâu. Mà trong đó hiện tại mình thì quá sầu, quá khổ. Để minh chứng điều này, chúng tôi kể một câu chuyện vui là khi chúng tôi hồi nhỏ ở chùa có cái ông sư đó, ông mượn chúng tôi ít tiền. Ông nói ngày mai ông trả. Qua ngày mai mà nhắc ông nói ngày mai tôi trả, mình tưởng ông hẹn thêm ngày nữa. Thì qua tới ngày mai nữa mình nói thôi trả tiền đi, ông nói tôi nói rồi mà tôi hẹn với sư là ngày mai tôi trả. Trời, mình hết hồn. Thì làm gì có ngày mai? Đó, cái ý nghĩa nó vậy. Thế qua ngày mai nữa thì ông nói tôi hứa với sư là ngày mai tôi trả mà. Thì cái khái niệm ngày mai theo cái nhìn đạo Phật thì nó là trừu tượng, nó không thực, chỉ có hiện tại. Cho nên mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Diễm Nay chứ không phải là Diễm Xưa. Diễm Xưa là mưa bánh mưa bay trên từng tháp cổ. Còn Diễm Nay là gì? Pháp nở trong tâm rạng ngời ánh đạo, mặt trời chân lý chiếu sáng nhân gian. Đêm đã qua đi mong đời bớt khổ, nguyện cầu tâm thức trong sáng muôn phương. Ta dâng trong ta tâm thiền lắng động, niềm kinh bác ái xoa hết ưu tư. Trên bước ta đi âm thầm pháp độ, đạo lành ban khắp xóa nhòa giấc mơ. Chiều nay ngồi đây tâm tư yên lặng, pháp nhu giảng trong tâm thiền ngày nay khắc ghi, lòng không khổ đau tiếng tu tình trong lòng ta. Sanh tử dây quanh vô thường ảo mộng, ngày sau dân biết kiếp sống qua đi. Xin lắng tâm tư cho người sống lại, để người luôn nhớ cuộc đời có chi. Chiều nay ngồi đây tâm tư yên lặng, pháp nhu giảng trong tâm thiền ngày nay khắc ghi, lòng không khổ đau tiếng tu tình trong lòng ta. Sanh tử dây quanh vô thường ảo mộng, ngày sau dân biết kiếp sống qua đi. Xin lắng tâm tư cho người sống lại, để người luôn nhớ cuộc đời có chi.
Nội dung của bài hát này chúng tôi mong quý vị nhớ hai câu cuối thôi. Đó là xin lắng tâm tư cho người chết rồi sống lại, để người luôn nhớ cuộc đời có chi. Khi mình sống mình nói của mình đủ thứ, nhưng khi mình chết rồi biết là cuộc đời nó không có gì. Cát bụi, trở về với cát bụi. Quý vị làm ơn đọc theo chúng tôi câu này để cho nó dễ thức tỉnh. Đại gia bất động sản, đọc theo. Chết nằm dưới cỏ xanh, mới biết mình của đất. Đất không phải của mình. Làm lại, đại gia bất động sản, chết nằm dưới cỏ xanh, mới biết mình của đất. Đất không phải của mình. Khi ông sống, ông nói đất của ông không? Đất của tôi có mấy miếng? Đồng Nai, Bình Dương, Long An, miền Tây, mỗi chỗ tôi có một miếng đất của tôi. Khi ông chết đi thì người ta chôn ở dưới đất. Thì lúc đó đó, thì ông mới biết ông là của đất. Nhớ nghe, mình là của đất, đất không phải của mình. Phải nhớ vậy cho nó đỡ khổ. Mà đất là của mình là khổ dữ lắm. Mình là của đất, mình là cát bụi, mình trở về với cát, cát bụi mới đúng. Hiểu vậy mới đúng. Lúc nào cũng tâm niệm mình là cát bụi, thì cái người thấy như vậy đó mới gọi là thấy pháp. Còn nghĩ mình là A, người B, người C, cha mẹ đặt cho cái tên, rồi lớn lên, rồi người thiên hầu nói, thiên hạ nói mình đẹp, mình xấu, mình giàu, vân vân và vân vân, tất cả các thứ đó là ảo mộng phù du. Mà chỉ nhớ giùm chúng tôi một điều, mình là của đất, mình là cát bụi, mình trở về với cát bụi. Như đó thôi là quý vị đang thấy pháp. Nghe hôm nay quý vị lên đây để chúng tôi ngồi lên cái pháp tòa này, chúng tôi chỉ trao truyền cho quý vị một ý duy nhất mà quý vị cần phải nhớ, đó là mình là cát bụi. Hôm nay mà trở về nhà mà ông chồng ông có ghen, ông có bực bội chuyện gì, ông cằn nhằn cử nhử, thì làm ơn nhắc giùm cho sư một câu rằng là xin chồng nhớ cho, em là cát bụi, em là cát bụi, xin chồng nhớ cho. Ghen làm cái gì? Nếu như ông chồng mà ông hiểu thì ông giác ngộ, đúng không? Vợ ông là cát bụi, ông không có bận tâm nữa. Còn nếu như ông còn si mê, còn ái dục vô minh thì ông còn khùng lên, ông chửi mình. Thì mình cũng làm ơn nhắc tiếp là xin chồng nhớ cho, em là cát bụi, em là cát bụi, xin chồng chửi đi. Lúc này thì mình mới tập thấy mình là cát bụi. Bây giờ ông chửi mình không có áp phê gì hết. Vì sao? Ông chửi cát bụi, ông phải chửi mình. Nhớ nghe, câu 1 là nhắc ổng, câu 2 là nhắc mình. Còn câu 3 là nhắc ai biết không? Ổng khùng lên mà là ổng có đánh mình thì mình nói là xin chồng nhớ cho, em là cát bụi, em là cát bụi, xin chồng quánh đi. Là nhắc bệnh viện. Lúc đó mình nhắc tới bệnh viện rồi. Câu 1 là nhắc ổng, nghe cho kỹ nghe, để ổng thức tỉnh. Câu thứ 2 là nhắc mình để cho mình thức tỉnh. Câu thứ 3 là nhắc bác sĩ bệnh viện. Ông quánh mình xong vô bệnh viện luôn chứ sao giờ. Thôi thì hôm nay thời gian đã 45 phút rồi. Để tranh thủ và chúng tôi kết thúc cái buổi giảng, để chúng tôi bước xuống hướng dẫn cho quý vị một cái pháp môn thiền mà chúng tôi tạm gọi đó là thiền quán. Thiền này thiền quán không phải thiền định nha. Thiền này chúng ta có thể hiểu nó là một cái loại thiền tuệ. Nó có hai loại thiền. Một loại là thiền định, ngồi nhập định, gọi là hướng đến cái rốt ráo cuối cùng là định tâm. Nhưng mà hôm nay chúng tôi hướng dẫn quý vị một cái loại thiền quán là cái thiền tỉnh thức. Nhớ giùm chúng tôi là cái thiền này là nó khác cái loại thiền mà chúng ta cứ nghĩ trong đầu là thiền định, còn cái này là thiền quán.
là một cái loại thiền tỉnh thức. Ta làm chủ cảm xúc, làm chủ thân tâm, làm chủ được bản thân mình, biết mình đang làm gì. Đó, cái thiền này là vậy đó. Lúc nào cũng tỉnh thức. Vì sao quý vị biết không? Mê muội thêm đau khổ, mà khôn lanh cũng khổ đau à. Biết sống đời tỉnh thức, lúc nào cũng an vui. Biết mình là hãy biết mình là ai, mình là cát bụi, đó là thiền tỉnh thức. Hãy biết giảng pháp nó do duyên nó sanh, rồi do duyên nó diệt, đó là tỉnh thức. Biết giảng pháp nó vô thường, nó khổ, nó vô ngã, đó là tỉnh thức. Hôm nay quý vị sẽ được học một cái loại thiền gọi là thiền tỉnh thức, hay còn gọi một cái tên khác là thiền chánh niệm hay thiền quán. Cho chánh định được kết thúc cái buổi giảng ở đây, và bắt đầu chúng ta sẽ bước vào một cái loại tu tập thiền tỉnh thức hay là thiền quán.